Thưa quý vị, Ban công tác đại biểu đã có tờ trình về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng Nhân dân gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo nghị quyết mới về việc lấy phiếu tín nhiệm, quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2 phần 3 phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì xin từ chức trong thời gian không quá 10 ngày. Dự thảo nghị quyết mới được xây dựng để kịp thời thể chế hóa chủ trương về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và pháp luật, cũng như khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành nghị quyết 85 được ban hành từ năm 2014. Điểm mới đáng chú ý của tờ trình lần này là quy định hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và thời hạn, thời điểm thực hiện. Trước đó, nghị quyết 85 quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ chức. Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm lần này quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì xin từ chức. Việc xin từ chức được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Trường hợp không từ chức, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Một điểm mới nữa là dự thảo nghị quyết bổ sung quy định công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dự thảo cũng bổ sung chức danh Tổng thư ký Quốc hội vào phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 người. Không có trường hợp nào có trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp. Ở Hội đồng Nhân dân các cấp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 99.836 người, hầu hết đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm cao. Tỷ lệ người có số phiếu tín nhiệm thấp ở các cấp tỉnh chỉ có 2 trên 1.750 người, chiếm tỷ lệ 0,11%. Ở cấp huyện có 25 trên 13.852 người, chiếm tỷ lệ 0,18%. Ở cấp xã có 186 trên 84.234 người, chiếm tỷ lệ 0,22%. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban công tác đại biểu cho rằng quá trình thực hiện nghị quyết 85 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, biểu mẫu báo cáo kết quả công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm còn chung chung, chưa cụ thể, nên một số báo cáo còn sơ sài, chưa nêu rõ được những tồn tại, hạn chế của bản thân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới, gây khó khăn trong đại biểu trong việc đánh giá mức độ tín nhiệm.